Kính thưa quý vị, khi ứng dụng y tế trực tuyến được thêm chức năng phản ánh khu vực có nguy cơ phát sinh lăng quăng thì chính quyền đã xử lý rất nhanh chóng trong vòng 24 giờ. Và trên tay của Hoài Thương đang là một hashtag có tên là y tế trực tuyến. Và với hashtag này thì xin hỏi bác sĩ Trang có thể nói rõ thêm về ứng dụng này, quận Tân Bình của mình đã nhận được những phản ánh này như thế nào và xử lý ra sao ạ? Vâng, cho tôi mượn cái hashtag của MC. Vâng, nếu mà các bạn khán giả nào coi live stream và trả lời ứng dụng để phản ánh điểm nguy cơ phát sinh sốt xuất huyết hiện nay là y tế trực tuyến thì chắc chắn bạn ấy trả lời đúng rồi, đúng không Hoài Thương? Yeah. Thì để tạo điều kiện cho người dân có thể có những cái tương tác trực tuyến với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà phản ánh các cái điểm nguy cơ phát sinh sốt xuất huyết đó, thì vừa qua thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có triển khai ứng dụng y tế trực tuyến. Thì ứng dụng y tế trực tuyến này thì là một ứng dụng rất thuận tiện và rất là dễ cài đặt. Thì các bạn có thể tải cái ứng dụng y tế trực tuyến này ở trên App Store hoặc là nói chung là các bạn tải về máy và cài đặt vô cùng đơn giản. Thì ứng dụng này thì được triển khai với mục đích là đây là có thể nói đây là một cái kênh tương tác của người dân trực tuyến với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh những cái ở nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề về các cái điểm nguy cơ phát sinh sốt xuất huyết. Thì hiện nay đó thì cái ứng dụng này đang được triển khai rộng rãi trên được giới thiệu và triển khai rộng rãi trên toàn ngành y tế, và hướng dẫn Sở Y tế cũng yêu cầu là hướng dẫn cho người dân có thể thực hiện cái ứng dụng này. Thì theo như là tôi chính bản thân tôi cũng đã cài đặt cái ứng dụng này trên điện thoại của mình và đã triển khai cho toàn bộ nhân viên y tế của cơ quan. Yeah. Đã thực hiện và hướng dẫn cái ứng dụng này trên trang web của đơn vị để cho người dân có điều kiện tương tác tốt hơn. Thì khi mà người dân cài đặt ứng dụng này rồi thì người dân có sẽ thực hiện cái việc phản ánh của mình ở cái ứng dụng này. Nó sẽ có những cái nút chúng ta tải vào thì cái giao diện nó sẽ là như thế này, và ở đấy nó sẽ có nút phản ánh và trả lời phản hồi cái phản ánh. Thì như chúng tôi triển khai thì phản ánh của người dân sẽ được gửi thẳng đến thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển cái thông tin đó về cho Ủy ban Nhân dân các quận huyện. Thì hiện nay đối với quận Tân Bình thì nhận phản ánh này sẽ do phòng y tế đó. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đôi khi nhận được cái phản ánh trực tiếp từ phía thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để việc giải quyết nó được nhanh hơn. Thì sau khi thông tin được chuyển về các cơ quan đơn vị liên quan thì chúng tôi phải thực hiện cái việc đó trong vòng từ 24 đến 48 giờ và có phản hồi trở lại cho thanh tra Sở Y tế. Tuy nhiên hiện nay thì tôi được biết rằng là việc mà chuyển thông tin và nhận phản ánh của người dân đã được chuyển qua HCC để gửi xuống cho các cơ quan đơn vị liên quan để chúng ta xử lý. Thì thời gian vừa qua đó thì Tân Bình cũng có nhận được một phản ánh ở tại nhà máy dầu Tường An vào thời điểm đầu tháng 7 đó. Thực ra thì cái phản ánh của người dân rất là tích cực. Người ta phản ánh là người ta đấy là một cái nơi là nó có khu vực cây cối rất là rậm rạp và nó có các cái đường rãnh thoát nước, cho nên người ta sợ rằng nơi đấy sẽ là nơi phát sinh sốt xuất huyết. Và ngay sau khi nhận được phản ánh của thanh tra Sở Y tế thì chúng tôi đã tổ chức đoàn giám sát, đoàn kiểm tra xuống tới nơi. Thì thực sự là đúng như là người dân phản ánh, tuy nhiên ở đơn vị này người ta cũng có những cái xử lý rất là tốt, thì khi kiểm tra thì không có lăng quăng. Tuy nhiên đây là cũng được coi như một điểm nguy cơ dễ phát sinh lăng quăng. Chính vì dễ cho nên là sau đó chúng tôi đã tổ chức, ngoài cái việc truyền thông hướng dẫn nhà máy dầu Tường An các cái biện pháp để ngăn ngừa cái việc mà phát sinh lăng quăng sau này, thì chúng tôi có thực hiện phun thuốc chủ động. Đó, thì ngay sau khi thực hiện thì chúng tôi đã có cái phản hồi kịp thời về cho thanh tra Sở Y tế, và thanh tra Sở Y tế sẽ phản hồi lại cho người dân. Và rất là
ứng dụng này cũng rất là tốt. Khi người dân mà gửi phản ánh thì người dân cũng được nhận một cái phản hồi, đó là cái phản ánh đó đã được nhận chưa, đã được chuyển chưa, và sau khi kết quả xử lý như thế nào thì người dân cũng được biết. Thì có nghĩa là người dân tham gia giám sát và tham gia nắm được cái công việc của những cái đơn vị chuyên môn liên quan, thưa mẹ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trang. Và kính thưa quý vị, hy vọng là qua những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Trang thì ứng dụng y tế trực tuyến do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng sẽ có nhiều người biết đến ứng dụng này hơn, và sẽ góp phần phòng chống sốt xuất huyết bằng cách là phản ánh những khu vực làm phát sinh lăng quăng, mũi vằn.